thu gọn chỗ này và mở cái đường 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 trên này để cho nó có độ uốn lượn hơn mọi người nhé. Đấy, thì cái cách này vừa làm cho sẹo nó bé lại mà vừa tạo được điểm nhấn cho cây nhé. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Nay mình xin chia sẻ mọi người, mình sẽ thu nhỏ cái sẹo của cái cây đuối này. Đấy, bây giờ là cái sẹo của cây đuối ngậm đá này bây giờ nó đang ngậm to mọi người nhá. To thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ nó lại để tạo cái điểm cong keo cho cái đám lườn này. Sau này cái phần này nó cuốn vào được nhanh hơn nhá. Để thế này nó cuốn rất là lâu. Thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ vào cái bên trong của cái cây đuối này. Thì bây giờ cái sẹo này nó rất là to, há rất là to luôn. Chủ yếu mình tạo cái điểm nhấn ở cái chỗ này để cho nó thu gọn lại. Cây này nó ngậm hai viên đá rất là to mọi người nhá. Đấy, hai viên đá khủng luôn. Mình sẽ quay tổng thể sơ sơ cái cây này cho mọi người xem. Cây này thì mình vẫn còn đang định hình cho nó thôi, phải vài năm nữa mới có cây thành phẩm để chơi được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm nhá. Mấy máy điện thoại đen nữa không? iPhone. Chắc chú phải mua nhiều cây này để thực hiện như thế. Đúng rồi. Về lấy bóng nào đá đi. Bóng mất. Bảo vệ ông cho cháu lên YouTube cái. Ừ. Cứ đi bóng rồi đá tối chú cho lên YouTube. Về nhà mà xem. Hôm qua trình diễn kỹ năng của anh Ronaldo. Nhưng không phải dần. Chơi với chúng ta đấy, chúng ta sẽ đuổi. Đứng phần này. Quay đây nhá. Vâng. Quay chỗ nào vào chỗ giữa nhá. Như vậy là mình đã tạo xong mọi người nhá. Đấy, bây giờ thì nhìn nó rất là bé rồi. Đấy, thu gọn chỗ này và mở cái đường 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 trên này để cho nó có độ uốn lượn hơn mọi người nhá. Đấy, thì cái cách này vừa làm cho sẹo nó bé lại mà vừa tạo được điểm nhấn cho cây nhá. Đấy, sau này chỗ này nó thành cái điểm eo. Đây, mình sẽ đục hơi méo méo đi để cho sau này nhìn nó nghệ thuật hơn một chút. Đấy, trước là nó lên tận đây nó bè ra hơi nhiều. Thôi, video này mình cũng xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhá.